Trân rất vui mừng gặp lại quý khán giả trong chương trình Quán Bốn Mùa. Quý khán giả thân mến, bệnh vàng da là một trong những chứng bệnh rất thường gặp hiện nay. Ngoài việc là chúng ta đến bệnh viện để khám bệnh và sử dụng thuốc tây theo hướng dẫn của bác sĩ, thì Quán Bốn Mùa xin được giới thiệu đến quý vị một món ăn có thể hỗ trợ chữa trị chứng bệnh này. Nhưng trước khi chúng ta bước vào tìm hiểu sâu về món ăn này, thì Quế Trân xin mời quý vị cùng thưởng thức tiểu phẩm mang tên Vụ Án Cây Bồ Đề. Đúng là gốc cây này rồi. Đúng 12 giờ trưa nay, ta sẽ ra tay hành quyết mày. Chỉ cần vài nhát dao thôi thì sẽ giải quyết tất cả mọi sự đeo đẳng bấy lâu nay. Không có ai hết. Không có ai hết. Đó là tiếng lòng của ta thôi. Bây giờ phải đọc 200 lần câu thần chú. Bảy mạng mày đổi lấy mạng người, một mạng người đổi bảy mạng mày. Ra tay sát hại hôm nay, 12 giờ đúng rút mày trong gốc cây. Lần hai, bảy mạng người đổi một mạng mày, một mạng người đổi bảy mạng mày. Ra tay sát hại hôm nay, 12 giờ đúng rút mày trong gốc cây. Tao xin lỗi tụi bay, vì nỗi lòng tao không thể nhịn nhục được. Trong chốc lát nữa thôi, tao sẽ hành quyết tụi bay. Trời ơi, giết người hàng loạt. Trời ơi, An mạng, An mạng, An mạng. Nắng chiều nửa bay chiều rồi. Hiền à, vườn hoa trinh nữ. Hiền, khép đôi lá sầu. Hiền, trời ơi, chú Tài có sao không? Mày nghĩ sao mày đang làm gì hả? Giống như khủng long mà khủng long chúa nó rống á. Nắng chiều nửa bay chiều rồi, vườn hoàng trinh nữ. Tài cười luôn. Sao mà hát cái gì mà như khùng vậy trời? Chú Tài không biết gì hết trơn á. Ở mấy tụ điểm ca nhạc giờ theo kiểu rock rap hip hop vậy đó. Thôi, sáng tác hip hop là hip hop, thấy không? À, cái gì mới là mới. Nhưng mà còn cái này gì nhạc của tao tình cảm, mày nghe cái bài nào đó giờ tao mê nè. Mà mày hát vậy làm sao mày nghe lại cái tình cảm của nó nè. Buổi chiều nắng xuống, nắng chiều nửa bài chiều rồi, vườn hoàng trinh nữ xếp đôi lá sầu, cây dài bóng xế ngần ngơ, hồn anh đã chi. Cái gì mà tại sao núp? Chuyện gì? Cái gì vậy? Trời ơi, thằng khốn! Cái gì mà xin của anh? Khùng quá đi mày ơi! Trời ơi trời, nó làm gì đâu, nhưng mày làm gì như bị người ta cắt lưỡi như vậy? Làm cái hồn! Có được mày hả? Phải, không phải đâu! Trời ơi! Cái vụ gì? Cái gì hỏi vậy? Hỏi nói nhìn mặt là không biết rồi! Biết sao? Đi trốn nữa! Thôi được mà nói! Thiếu nợ nào mà trốn. Mày nói được rồi hả? Mày làm gì mày vô mày hốt hoảng vậy hả? Trời ơi, à, thôi không nói. Mày bình tĩnh đi, mày ngồi đây mày nói tao nghe coi. Mày làm thiệt đứng tim. Con nhỏ này mới làm tao giật mình xong, giờ tới mày nữa, chắc bữa nay tao chết quá. Cái chuyện thôi không nói đâu. Thôi, mệt đi làm chuyện không nói. Thực ra là cái chuyện này rất là kinh khủng. Kinh khủng gì nói đi. Rất là sợ hãi. Sợ hãi? Nhưng mà con thề rồi, con thấy để bụng chết mang theo. Tụi con không nói đâu. Không nói rồi. Đã mang theo thì chú lắm rồi. Tao án mạng mà. Án mạng. Án mạng. Con có nghĩ như chú không? Dạ có,
con cũng nghĩ như chú đó. Hai chú cháu mình nghĩ sao biết không? Một, hai, ba, xạo. Mày xạo, mày xạo giờ vừa án mạng ở đâu rồi? Không, con thề á. Không có xạo đâu. Thôi đi, ông dẹp cái chợ đó đi. Không lẽ người ta gán mạng tên đó. Trời ơi, người ta tôi gán mạng tới đây xem bớ người ta. Bậy. Không có la vậy, người ta chỉ đi rao thôi. Bà con của bác có án mạng xảy ra có ai coi không? Mày nghĩ rao mày vừa vãi mày thôi. Chú đừng có la, đừng có la gì hết. Đi vô đây nè. Con nói thật á. Sao đâu? Có người sắp sửa nè, giết người hàng loạt ở đây. Giết người hàng loạt? Đúng rồi. Rồi mày nói nè, thủ phạm là ai? Không, rồi giết ai, xảy ra ở đâu? Trời ơi, thực ra là cái địa điểm nè, giết gần quán mình thôi. Đúng nha. Mà vào lúc 12 giờ trưa. 12 giờ trưa. Thủ phạm á là ai? Ai? Kẻ sát nhân á. Kẻ sát nhân á là 81. 81? À, cái ông hay giết giết heo mổ bò ở cuối xóm phải không? Cho tao mượn cái chỗ. Dạ thôi của con mà. Không, để tao đập nó vô đầu nó. Tao giết mày bây giờ. Ý mày nói là ông sắp sửa mổ heo mổ bò rồi kêu đi coi chứ gì? Không hề, không hề. Chứ sao? Con thề với hai người nha. Con nói đây là hoàn toàn là sự thật. Nếu mà con nói dối ha, con sẽ không là đàn ông ở đâu. Thiệt, ông hiền gần chết. Người mày cứ nói gì, ổng tuy là mổ heo mổ bò nhưng gặp ổng coi, con người rất là dễ thương. Bà con cô bác ai cũng thương ổng hết. Mày thằng này chuyên môn mày đi đặt liều nha. Con nói bác nghe nè, bác đừng có dễ tin người quá nha. Đừng có trông mặt mà bắt hình dong. Bây giờ tắm mổ đã khác xưa rồi. Khác xưa. Đúng rồi, khác xưa. Hai người là hai người nhớ không? Trước mà tắm mổ mà đi vô quán mình á, gặp ai cũng chào hỏi. Mà ổng đi tới đâu là cái miệng ổng quang ra tới đó. Vậy mà bây giờ đã khác rồi. Đúng. Mày nói tao nhớ rồi. Gần đây ổng vô đội cái nón sùm sụp, nói chuyện không thèm nói, chào hỏi không chào hỏi, mặt buồn thiêu như có một cái tâm sự gì đó. Đúng rồi, mày nói vậy là tao tin rồi đó, có lý. Tài, tâm sự gì, tâm sự gì? Chú Tài. Sao? Nè. Con thấy lo cho chú Tài lắm á. Sao lo cho chú? Chết rồi chú Tài ơi. Ổng vô quán, ổng uống nước rồi ổng uống xong trả tiền. Một á là chú Tài không thối tiền. Hai là thối không đủ nên ổng ghi hận. Chết rồi chú Tài. Thôi ơi, vừa vãi thôi. Mình nghĩ sao, tao người lớn mà tao đi tao thối tiền dư cho ổng thì có chứ làm gì có chuyện đó. Con nhỏ này á. Chú đừng có giận. Cái cô này nè, làm việc cái cổ lâu năm rồi con mới biết là cổ có năng khiếu á. Năng khiếu gì? Vô duyên bẩm sinh. Trời ơi, nghĩ sao vậy? Nghĩ sao chú Tài này vậy hả? Chú Tài chẳng qua là nhiều khi là lỡ chung chạ với vợ người ta hoặc con gái người ta thôi. Chẳng đâu. Đúng rồi, ví dụ như đó, ví dụ như tao đi dụ vợ người ta. Đúng đó, đó. Mày tưởng sao mày nói nặng hơn nên mày nghĩ sao tao đi dụ vợ người ta? Tưởng tượng mà. Trời. Vậy mà ổng nói con vô duyên, ổng vô duyên hơn. Nhưng mà bây giờ sao, cái chuyện này là sao, mày nói tao thấy cũng có lý đó. Nè, con kể nè, hồi nãy á con đi ra ngoài vườn á, con đang hái rau đúng không? Con đi ra tự nhiên con gặp tám mổ. Ở đâu? Ở ngoài ngay chỗ là một cái ngay chỗ bờ sông đó. Bờ sông. Gốc cây đó, nơi đó rất rộng rạp, u tối, kinh lắm. Ổng mới đi qua. Ông làm cái gì? Ổng đi lại, ổng lầm bầm lầm bẩm, ổng móc nhang ra, ổng đứng ổng vái. Lần này dứt khoát phải thanh toán một lượt để trả bao nhiêu mối hận thù, bao nhiêu rây rứt mà nó cứ đeo đuổi tôi hoài. Rồi sau đó ông giái xong cắm xuống, ông mới niệm. Cái niệm cái gì? Niệm cái... Không nhớ rồi. Cái gì vậy? 7 mạng người cứu 1 mạng người, 1.000 người đổi 7 mạng người, 1.000 người đổi 7 mạng người. Còn cái này mới quan trọng nè. Quan trọng là cái này nè. Chưa 12 giờ ở gốc cây rút ruột chôn vào gốc cây đó vậy đó. Nghe cái câu này nghe quen quá ta. Cái câu này nghe quen lắm nè. Tao nhớ là cái gì ra tay sát thủ hôm nay 12 giờ đúng chôn vào gốc cây. Đúng. Câu này nghe quen. Câu này nè, đúng rồi. Rồi, 7 mạng người đúng không? Đúng rồi. Và một vụ giết người hàng loạt. Trời ơi, bây giờ phải làm sao chứ? Bây giờ con nói nghe nè, nói cho mấy người mừng nghe. Bây giờ 7 mạng nhưng mà ở đây mới chỉ có 3 mạng thôi, chứ còn 4 mạng nữa mới đủ 7. Sao chứ Tài? Im lặng. Bây giờ phải làm sao? Nín đồ sữa. Nghe tao nói đây. Giờ làm sao? Là đàn ông con trai phải bình tĩnh để xử lý, để giải quyết các vấn đề khó khăn xảy ra. Đúng. Không được lúng túng. Dạ, đúng. Con nhỏ này con gái rung thì được, còn bây giờ tao với mày phải bình tĩnh. Cho tao biết chuyện xảy ra vào lúc mấy giờ? Dạ, 12 giờ. 12 giờ. Bây giờ mấy giờ? Bây giờ còn mấy phút nữa 12 giờ rồi. Mấy phút nữa là giết người rồi.
Thì bây giờ phải làm sao? Bình tĩnh, bình tĩnh. Bình tĩnh chú. Bình tĩnh sao được? Chú kêu con bình tĩnh. Sắp giết người mà bình tĩnh cái gì? Nhưng mà chú không... Bây giờ phải làm sao? Làm sao? Đi làm sao? Bây giờ phải làm sao? Làm sao? Làm sao? Đi ra hiện trường đi. Đi ra hiện trường, đúng rồi. Đúng ra hiện trường vụ án. Đi thôi. Biết vụ này rồi mình sẽ ra sao đây? Mình sẽ sống như thế nào đây? Mình có ăn ngon ngủ yên hay không nữa? Mày thấy chưa? Nó ân hận đó. Lương tâm cắn rứt. Nó nói là không ăn ngon ngủ yên. Trời ơi! Từ xưa tới giờ tay ta đã từng cắt cổ trâu, thọc huyết bò, chẻ đầu heo, không biết run sợ. Tại sao hôm nay ta thấy trong lòng nao núng và tay ta run như thế này? Hỡi con dao, không biết hôm nay mày có bén không nữa. Nếu bén tao ra tay một cái là xong liền, còn nếu không tao phải cứa đi cứa về, cứa đi cứa về. À! Cái gì đó? Đến giờ lúc này chỉ có một mình tao biết tao làm việc này thôi. Thực ra đó là tiếng lòng của ta. Chứ tụi nó chưa chết mà làm sao nó có tiếng quan hồn được, đúng không? Đã đến giờ lên rồi, buộc lòng ta phải ra tay. Bảy mạng mày đổi lấy mạng người, bảy mạng mày lấy đổi mạng người. Ra tay sát thủ hôm nay, 12 giờ đúng rụt trốn ngay chỗ này. Trốn ngay chỗ này. Bác ơi chú, bác võ đó, tao mà quánh một cái mày chết liền, mày đứng yên. Quả tang rồi, quả tang rồi, quả tang rồi. Mọi người làm cái gì vậy? Đây. Không chế lại chưa? Mày khùng á, mày lấy con dao đi. Dao đâu? Đưa dao đây. Mày nhảy xuống. Lấy dao. Trời ơi, trời rung gì dữ vậy? Mày làm gì vậy? Con dao, ông không chế nó. Dao đây, rồi, lấy dao rồi. Tao nói cho mày biết nha, tao là võ sư nha, không cần đâu mà mày nhúc nhích một cái chết liền, đứng yên như vậy nghe chưa? Mày thở mạnh mày cũng chết. Nhưng mà trả con dao lại cho tôi, con dao của tôi mà. Im. Đây chính là bằng chứng. Đúng, bằng chứng. Mày mang ra đây làm gì? Ra đây mổ chứ làm gì? Mày mổ ai? Tôi mổ ai kệ tôi. Trời ơi. Có mắc mới gì anh đâu. Buôn bán không lâu buôn bán. Tôi nhớ anh là anh Sáu mà, chứ đâu phải anh Tám đâu. Trời ơi, nói chuyện của tao tôi như xía vô à. Tao móc mắt mày bây giờ. Móc cái gì? Cái chuyện mày giết người mày biểu tao bỏ qua hả? Thành thử ra tao ra đây tao bắt quả tang rồi. Mày cho tao biết mày định giết ai? Mấy người nói là tôi giết người. Ừ. Tôi là kẻ sát nhân. Ừ. Vậy mấy người cho tôi biết nạn nhân của tôi là ai? Đứng yên đó. Có nạn nhân tụi tao mới nói chuyện chờ đó. Đúng. Dạ. Nói cho nó biết nạn nhân là ai. Là ai? Nạn nhân á. Ờ. Là ai? Ai biết là ai? Tôi giết ai? Ha. Công an sẽ bắt tội tố cáo không có bằng chứng. Chứng nó nói mình vu khống á. Mấy mình đi về đi. Không không không, không về. Để ở tù quán mạng. Không không sợ tù. Anh muốn bằng chứng, tôi có bằng chứng cho anh. Nói đi. Có bằng chứng à? Nói gì bằng chứng? Chính miệng anh là bằng chứng. Chính miệng anh cũng là nhân chứng. Và qua cái miệng của anh thôi là toát lên cái tội ác. Anh đã lẩm nhẩm như thế này: bảy mạng mày đổi lấy mạng người, một mạng người đổi bảy mạng mày. Ra tay sát thủ hôm nay, 12 giờ đúng ruột mày chung ở đây. Chính xác thấy chưa? Cái gì vậy? Ê! Tao giết mày bây giờ. Ông dám giết tôi không? Rồi. Cái gì vậy? Mày điên rồi á. Thấy chưa? Thấy chưa? Rõ ràng đúng tội của nó cho nên nó bắt đầu nó ân hận nè. Trời ơi. Xin thứ lỗi các người. Các người ơi, tôi là kẻ gây ra tội lỗi. Nó nhận tội rồi. Trời ơi, tôi nghĩ một mình tôi biết thôi, tại sao có người biết nữa? Sao giết người vậy con? Lỡ rồi, đã lỡ nguyện rồi, đành phải giết thôi. Trời ơi. Mày giết chưa? Sắp sửa giết. Ở đâu giờ người chết đâu? Ngay gốc cây này. Trời ơi, tàn nhẫn quá. Ác độc người. Bảy mạng người. Rồi. Chú Tài. Mày đi vô cứu người ta đi. Dạ đúng rồi. Mày đi vô đi. Lôi mạng người ta ra. Trời ơi, nghĩ sao nghĩ?
Trời ơi, con mà vô chổng con lôi ra rồi tay chân dính là dâng tay lên rồi con cũng bị tù như sao? Dạ. Bây giờ chú á là chủ sự trong cái trận này đúng không? Chú phải tiên phong đi. Đúng rồi. Đó, đúng rồi. Vậy mày nghĩ sao vậy? Vô tay tao rồi người ta nói tao phụ nó bắt cóc người sao? Cái vụ này, ê thằng kia, mày là kẻ gây ác, đúng, kẻ thủ ác, đúng. Chính mày phải vô khiêng người ta ra đây, lẹ lên. Chính tôi phải làm điều đó. Đi đi, chuộc lại lỗi lầm của mình. Ừ. Trời ơi, không biết mày nó tàn nhẫn quá. Nhưng mà không biết nó, không biết có ai nãy giờ bị chết ngợp chưa. Không chừng nó trời. Trời ơi, tôi xin lỗi. Trời ơi, nó xin lỗi quá. Nó mang nó khiêng ra kìa. Trời ơi, không dám nhìn đâu, không dám nhìn đâu. Quá, không dám nhìn đâu. Trời ơi, mày, người ta chết chưa? Chết rồi, bây giờ xảy ra từng phần nha chứ. Trời ơi, từng phần đây nè. Trời ơi, đó. Trời ơi, nó tay người, nó tay người vậy chứ. Trời ơi, nó chặt ngón tay người ta. Nó chặt ngón tay. Ngón tay. Cá chạch. Ơ, đúng rồi. Đây là một bọc cá chạch. Ủa sao mày cái cá chạch sao mày nói người ta, sao mày mổ cái gì? Tôi nói người ta hồi nào, tôi mổ ai? Mấy người tự diễn chuyện ra. Bây giờ hỏi tôi là sao? Thì ai biết anh, tự nhiên anh đi đây anh lầm bầm rồi xong anh làm vẻ làm tôi nghi ngờ anh giết người. Bảy mạng người là bảy con cá chạch. Trời ơi. Sao mổ mà mổ tức là mần cá phải mổ bụng chứ. Vậy sao ông làm ở nhà đi đem cái đây làm chi vậy? Ông làm ở đây là chuyện của tôi, liên quan đến mấy người. Cứu 1000 người tức là cứu tôi. Trời ơi anh Sáu ơi, em bị bệnh. Bệnh gì? Bệnh vàng da. Rồi hiểu rồi, rồi ăn cá chạch nấu với đậu phụ. Trời ơi tôi biết rồi, mà ai chỉ cho chú vậy? Thì bà Bảy Thú Linh chứ ai. Bà Bảy Thú Linh là bà Bảy nào? Cái bà mà trước đây anh quen với bà đó. À, cái bà Bảy mà lấy thịt của chú mày, nhưng mà bà chuyên môn bà lấy thú linh không đó hả? Đúng rồi. Bà Bảy Thú Linh. Rồi hèn gì trời ơi. Tao nghe cái câu này quen quen. Ôi hả? Tao chỉ cho bà Bảy á, bà cũng bị bệnh vàng da. Rồi bà không chạy thuốc không được, bà tới tao. Mà tao biết cái bà này á là mê tín dị đoan. Nếu mà tao chỉ mà nấu cá chạch, nấu với đậu phụ ăn mà hết không chưa chắc bà tin. Cho nên tao mới làm bộ tao thêm ra, là tao nói là phải đúng giờ linh, là phải thắp nhang, rồi phải đọc một mạng mày đổi bảy mạng người, bảy mạng người đổi một mạng mày, ra tay sát thủ hôm nay, ruột mày tao sẽ chôn vào gốc cây. Là tao chỉ cho bà thôi, ai ngờ bà chỉ cho mày rồi mày cũng đi mày làm. Trời ơi, nhưng mà bà nói với em khác. Bà nói là ăn cái món này là phải thành tâm, phải có thần linh, phải linh thiêng mới được. Em nghĩ là gốc cây này là linh thiêng nhất rồi, ra đây cúng vái để xin đơn trên là cho ăn hết bệnh. Chút xíu nữa mày chết rồi đó. Chút xíu chết tưởng rồi em khai thằng này nè rồi. Thằng này nó nói là mày giết người hàng loạt á. Trời ơi, thôi bây giờ để chuộc lại cái lỗi lầm. Dạ. Tao sẽ đích thân về quán bốn mùa, mỗi ngày tao nấu cho mày, mày tới mày ăn. Vậy hả? Chứ không có cần mà đi thắp nhang mà ra đây có bữa nữa là mày bị công an bắt á con. Thế một chút là em trở thành kẻ giết người hàng loạt. Kính thưa quý vị khán giả, và sau đây Quế Trân xin mời quý vị cùng gặp gỡ với bác sĩ đông y Huỳnh Tấn Vũ và bác sĩ dinh dưỡng Đào Thị Yến Thủy để cùng tìm hiểu thêm về món ăn cá trạch nấu đậu phụ nhé. Xin chào cả hai bác sĩ. Chào Quế Trân, chào khán giả. Chào Quế Trân, chào anh Vũ, xin chào quý vị khán giả. Thưa bác sĩ Huỳnh Tấn Vũ, bác sĩ có thể cho Quế Trân và quý vị khán giả được biết rằng bệnh vàng da thường có ở những người nào ạ? Bệnh vàng da thường gặp ở những người coi như là chỉ một cái tình trạng là vàng da, vàng mắt, coi như là đi tiểu vàng, mà theo quan niệm đông y thì gọi là chứng vàng đản. Nếu bệnh mới mắc mà cái da mà vàng nó sáng á, thì bên đông y gọi là chứng dương vàng. Còn nếu mà bệnh vàng da mà lâu, mà nếu mà để coi như màu da nó sậm thì gọi là âm vàng. Thì quan niệm đông y thì thuộc phạm vi cái nguyên nhân nó gây bệnh là do tỳ vị bị thấp nhiệt. Còn theo quan niệm là y học Tây y á, dạ, thì vàng da là thường chỉ những cái trường hợp mà có vàng mắt, thì nghĩ nhiều cái trường hợp viêm gan, có thể là viêm gan cấp hoặc viêm gan mãn, hoặc có thể là trường hợp như là xơ gan, hoặc là có những cái tắc nghẽn của đường mật, chẳng hạn như bị sỏi đường mật. Người Á Đông mình á, thì là người da vàng đúng không? Dạ. Cho nên những người mà thiếu máu, nước da nhợt nhạt á, thì nhìn cũng hơi vàng vàng. Nhưng mà lúc đó mình phân biệt là mắt sẽ không vàng, cái tròng trắng mắt không có vàng. Dạ. Và bên cạnh đó mình ở người Việt Nam mình cũng hay gặp cái trường hợp là vàng da do mình ăn quá nhiều những cái thực phẩm có màu vàng cam,
như là đu đủ, cà rốt, bí đỏ hay là xoài chín chẳng hạn. Khi mình ăn thường xuyên thì cái chất beta carotene này nó sẽ tích lũy trong cơ thể mình và đọng ở dưới da, thì nó làm cho cái chóp mũi nè, rồi cái lòng bàn tay bàn chân mình nó vàng cam. Nhưng mà chú ý lúc đó thì mắt sẽ không vàng và mình sẽ không sốt, không có đau gan gì cả. Thường thì mình nghĩ rằng ăn những cái thực phẩm, những cái loại trái cây như bác sĩ nói đó thì bổ sung nhiều vitamin A, nhưng mà nếu như sử dụng nhiều quá thì cũng dẫn đến chứng bệnh bị vàng da phải không ạ? Thưa bác sĩ, với cái món ăn là cá chạch nấu đậu phụ thì bác sĩ cho Quế Trân và quý vị khán giả được biết rằng thành phần dinh dưỡng có trong cá chạch là gồm những gì không ạ? Con cá chạch là cá sông, thì cái thành phần dinh dưỡng của nó chủ yếu đây là một cái loại đạm, đạm động vật, nó rất là tốt cho sức khỏe, tại vì cái chất béo của nó là nó rất ít, và cái béo nó thì lại là không có chứa nhiều cholesterol, cho nên là nó rất lợi cho sức khỏe. Và ngoài ra cái thành phần những cái axit amin trong cái đạm của cá chạch này thì nó cân đối, cho nên nó hấp thu dễ và nó làm cho mình ăn thì dễ tiêu hóa. Và nó rất phù hợp cho những cái người mà chẳng hạn như là trẻ em hoặc người già hoặc cũng như những người bình thường. Và trong cá chạch thì nó còn có thành phần các loại vitamin và khoáng chất thì rất là tốt cho sức khỏe. Cảm ơn bác sĩ. Thưa bác sĩ Tấn Vũ, bác sĩ có thể cho biết là tác dụng của việc kết hợp giữa cá chạch và đậu phụ hỗ trợ những gì trong cái việc chữa chứng bệnh này không ạ? Cá chạch đó thì theo quan niệm đông y gọi là thu ngư, là nó có tác dụng bổ khí huyết, là trị cái lão suy và coi như là tráng dương trợ lực. Nó có tác dụng là trừ phong và là thanh nhiệt, và nó rất cần thiết đối với những người mà nam là bị liệt dương hay là bị phụ nữ bị đới hạ, tức là bị huyết trắng. Rồi ngoài ra cái cá chạch này có một cái vị thuốc đó là mà mình rất là quý, đó là nó có tác dụng chống viêm và nó giải quyết cái tình trạng suy gan. Bên còn bên đậu phụ thì chúng ta sẽ thấy là nó có tác dụng bổ khí, thanh nhiệt, tả hỏa, có giải khát và nó có thể giải độc rượu. Như vậy khi phối hợp hai cái vị thuốc này lại với nhau, hai cái loại thực phẩm này với nhau thì chúng ta sẽ thấy có một cái bữa ăn rất là ngon lành để mà cải thiện được cái tình trạng vàng da. Một lần nữa xin được cảm ơn sự chia sẻ của cả hai bác sĩ mang đến cho chương trình những thông tin thật bổ ích. Và Quế Trân cũng hy vọng rằng qua chương trình này sẽ mang đến cho quý vị những phút giây thư giãn bên cạnh những kiến thức giúp cho chúng ta chế biến được những món ăn ngon. Chúc cả gia đình thật ngon miệng nhé. Hy vọng rằng chương trình đã mang đến cho tất cả quý vị những phút giây thư giãn thoải mái, bên cạnh đó là cung cấp những kiến thức thật bổ ích để chúng ta nấu được những món ăn thật ngon miệng. Xin cảm ơn nhà hàng Bên Sông, quận Thủ Đức đã tài trợ bối cảnh và món ăn cho chương trình. Cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.